Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nước Lào, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đến thăm chúc Tết và trao đổi tình hình phòng chống dịch bệnh với Bộ Chỉ huy Quân sự Ti An ninh tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào tại cột mốc 528 trên địa bàn cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Hai bên đã trao đổi tình hình biên giới, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn cấp bách hiện nay, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào, tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới và hoạt động phòng chống các loại tội phạm của hai bên biên giới trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phối hợp hiệu quả việc đưa đón hàng nghìn công dân Việt Nam từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Chúc hai đơn vị đón Tết Bun Pi Mai vui vẻ, hạnh phúc. Đại diện Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng hiệp định của hai nhà nước đã ký kết, ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng xâm canh, xâm cư, di cư tự do và vượt biên giới trái phép, lây lan dịch bệnh qua biên giới. Dịp này, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã hỗ trợ 6.000 khẩu trang, 200 chai dung dịch sát khuẩn, 14 máy đo thân nhiệt, 300 bộ áo quần bảo hộ, 340 mũ bảo vệ, 180 võng dù và hàng trăm thùng mì tôm trị giá hơn 100 triệu đồng tặng Bộ Chỉ huy Quân sự và Ti An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào, giúp lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.